bố mẹ bạn kia vừa đi làm là bạn này bạn sẽ đến dạy em. Xong rồi và chuẩn bị bố mẹ bạn kia về thì bạn này bạn sẽ đi về. Tự nhiên hôm đấy nào bạn mặc cái áo màu cam, cái bạn được nghỉ hè mấy hôm nên bạn nhìn cũng trắng trẻo, chắc lúc đấy thành công rồi đấy. Cái em tự nhiên bạn bước vô, cái em thấy dạ nay sân nhìn đẹp trai đấy, em nghĩ thôi. Bạn nhìn ra và bạn cười với em, em bảo chết quá đẹp trai thế này. Xin mời ạ. Xin chào hai bạn, mời hai bạn giới thiệu về mình. Xin chào anh Quốc Thuận, xin chào chị Thanh Vân. Xin chào tất cả cán bộ chiến sĩ đang có mặt tại trường quay cũng như các bạn đang xem đài. Em tên là Cao Thành Nhân, em năm nay 31 tuổi. Hiện em đang công tác tại tiểu đoàn 16, sư đoàn 5, quân khu 7. Mời. Dạ em xin chào MC Quốc Thuận, chị Thanh Vân. Em tên là Lê Thị Hải Yến, năm nay em 32 tuổi. Hiện tại em đang công tác tại lĩnh vực là tài chính ngân hàng ạ. Em có dự đoán là họ là làm sao mà họ quen được chúng ta? Chắc là anh đến ngân hàng để là mở tài khoản. Không biết có đúng không? Bọn em thì quen nhau là từ năm cấp 3. Thanh Mai, Trúc Mai. Bọn em học chung với nhau 3 năm cấp 3, 4 năm đại học, ra trường vẫn tiếp tục duy trì mối quan hệ và quyết định đến với nhau trọn đời tới bây giờ. Lần đầu gặp nhau là học chung là lớp 10. Dạ vâng, chính xác. Dạ. Trong lớp 11, lớp 10 là em không biết trong lớp có bạn này luôn. Không có để ý đúng không? Dạ. Người vô hình. Hả? Có nghĩa là bạn ấy không nổi bật. Đúng chưa? Tại vì chắc lúc đó là do em tập trung học quá, với lại đúng là bạn ấy không có được đẹp bằng mấy bạn kia. Mấy bạn kia dạy thì trước nên đẹp hơn. Ôi, làm người hảo sắc nữa. Bởi vì có sắc nó có lợi, nhiều đúng thứ nó mềm tỏ. Điều gì mà khiến cho Yến lại chú ý đến bạn này? Đúng rồi. Hôm lớp 12, ngày 20 tháng 11, lớp có tổ chức đi chơi. Thì lúc mà đi về á, thì em mệt quá em xe. Nhưng mà mấy bạn trong lớp á, cứ lại cái chỗ của em á, chơi rồi mấy bạn hát rồi em không ngủ được. Cái em mới đi xuống cái ghế đằng sau. Thì sao mà vô tình cái ghế của bạn này có mình bạn ngồi à? Cái em kêu... mày xích qua tao vô ngồi, xích qua tao vô ngồi. Lãng mạn quá. Em có phải là nữ sinh dịu dàng không? Chắc lớp 12 thì em cấp 3 thì em cũng chưa có chú ý lắm đến sự dịu dàng của em anh. Dạ em nghe vậy rồi em trả lời sao? Nè tao xích ra rồi nè, mày ngồi đi hay là sao? Bạn nữ tới thì mình cũng nói chung cũng lúc đó thì cũng cứ mày tao với nhau thôi. Thích thì ngồi đi, thích thì ngồi đi. Có dựa dẫm vào nhau hay không? Em mệt em ngủ trước mà. Rồi một lúc em thấy nặng quá là bạn dụ em. Trời ơi, câu chuyện thật là cảm lạnh. Như vậy là ngồi mà không có nói chuyện gì chứ hả? Dạ, tại cũng đâu có quen gì đâu, nói chi anh. Trong cái việc học hành của em, có khi nào em nhờ bạn ấy? Lúc mà ngồi ở cái dựa trên xe anh, thật ra là em không có để ý bạn này nhiều đâu. Nhưng mà khi mà về trong lớp các bạn trêu quá thì mình cũng để ý. Rồi lúc đó cũng vào cái mùa ôn thi đại học lớp 12 á. Thì trong lớp bạn này á, anh này rất là học giỏi toán. Mà em thì cái môn ấy em rốt nhất. Còn em thì học khá hóa, còn bạn này rốt nhất môn hóa. Thì lúc đấy thì thôi em bắt kiểu thơm. Hai đứa học chung đi. Ai biết bạn này thích em từ bao giờ rồi, nhận luôn. Trời ơi. Từ khi nào mà Nhân để ý bạn này? Thì các bạn trong lớp mới là chụp hình này kia rồi cứ gẹo hai đứa. Gẹo thì mình cũng bắt đầu lúc đó mới mình bắt đầu để ý là bạn nữ này cũng nhìn xinh xinh. Cũng học giỏi, tới mùa thi đại học thì cũng nhờ dạy kèm này kia, lúc đó trao đổi với nhau nhiều hơn. Chứ còn bình thường rất là ít nói chuyện với nhau, kể cả ngồi xe ngồi chung cũng chẳng nói câu nào mà. Bạn này bạn cũng ngại. Ngại là có bố mẹ bạn kia ở nhà thì cũng ngại là qua nhà bị trêu. Là bố mẹ bạn kia vừa đi làm là bạn này bạn sẽ đến dạy em. Xong rồi và chuẩn bị bố mẹ bạn kia về thì bạn này bạn sẽ đi về. Tự nhiên hôm đấy nào bạn mặc cái áo màu cam, thì bạn được nghỉ hè mấy hôm nên bạn nhìn cũng trắng trẻo, chắc lúc đấy thành công rồi đấy. Cái em tự nhiên bạn bước vô, cái em thấy dạ nay sân nhìn đẹp trai đấy, em nghĩ thôi. Bạn nhìn ra và bạn cười với em, em bảo chết quá đẹp trai thế này. Em đi xuống nhà dưới em uống nước xong em quay lên em vẫn tưởng vẫn là đẹp trai. Vẫn đẹp trai. Xong rồi em xuống nhà sau em suy nghĩ một lúc, thôi thế này thì không học được rồi. Em bảo bạn là thôi mày đi về đi, mày đi về đi.
cái chồng em chố mắt lên nhìn em hỏi em chứ sao không học nữa. Bà hôm nay tao không thích học. Bạn cứ ngồi nhìn em một lúc, xong rồi em quyết định là hôm nay không học, đi về đi. Thế chồng em cũng đi về. Rồi cái chuyện tình cảm của các bạn á, có được gia đình hai bên ủng hộ 4 năm quen, rồi khi ra trường 1 năm, 2 năm. Lúc đó là bố mẹ mình lên rồi thì bố mẹ vợ lúc đó là cũng có những lần ngồi chung mâm cơm, ngồi ăn thì cũng có cùng nhắc khéo là hai đứa nó cũng Yến cũng có tuổi nè rồi, rồi con gái thì cũng có thì có xuân. Và cũng có một lần rất là đặc biệt, hôm đó thì em lên cũng tính là cũng như mọi lần thôi, đến để ăn cơm xong rồi xin phép được chở Yến đi chơi. Mẹ vợ lúc đấy thì bắt đầu cũng ra và tâm sự và nói chuyện. Con là bộ đội, con gái nhà cô thì là theo ngành kinh tế, cô thấy thì nó không có gì hợp với nhau lắm. Rồi thì đứa thì làm ở Tây Ninh, đứa thì làm ở thành phố, rồi quay sang về tuổi tác. Tuổi tác thì đó là Yến nó hơn con 1 tuổi, rồi sau này lớn lên hai đứa là con còn trẻ hơn nó vậy có được không? Nhưng mà rất may những cái câu đầu tiên thì em vẫn rất là im lặng, cười với cô chú thì thôi. Và đến đến cái tuổi tác thì mình sực nhớ ra bố mẹ mình cũng hơn tuổi mà, mẹ mình cũng hơn tuổi ba mình là 1 tuổi. Thì lúc đó mới trả lời dạ cô không sao cả, ở nhà mẹ con cũng hơn ba con 1 tuổi. Rồi có cái được cái là mãi im lặng, nhưng mà đến đến khúc đó thì mình chợt nhớ ra là cũng có cái để trả lời lại với phụ huynh. Hay quá. Nên là việc cô cứ yên tâm, nhà con có gen, nhà con có gen. Dạ. Đó. Đến cái phần khui tật xấu của nhau. Chồng em là tính rất là hay quên. Quên mà không phải đâu anh, quên lựa chọn lọc. Đa phần là quên là những dịp đặc biệt thôi. Ví dụ như là sinh nhật em, kỷ niệm ngày cưới luôn đây, cũng quên luôn. Quên vào những ngày có lợi cho ổng. Thành cái phần mà kẻ xấu đem kể cho cái việc mà chồng em quên. Lúc mà mới yêu á, cái một trong những cái dịp đặc biệt của mình mà mình mong muốn là được người ta nhớ đến, người ta quan tâm mình, đó là dịp sinh nhật anh. Đúng rồi. Năm đầu tiên không có chúc gì, chỉ cần là chúc thôi mà không có chúc luôn á. Khi đến năm thứ hai, bạn ấy điện thoại chúc sinh nhật em trước 10 ngày. Bạn nhớ nhầm 10 ngày là 25 thành 15. Thôi rồi. Lúc mà mình nhận được lời sinh nhật mình bất ngờ lắm anh. Nhưng mà lúc đó thì thôi thì mình điều chỉnh lại là 25 mới tới sinh nhật của tôi nha. Cái xong rồi. Nhưng mà 25 không có nhớ không? Dạ quên anh. Là đã chúc rồi nên mình sẽ không chúc nữa. Dạ vâng chồng em. Dạ. Cái đến năm thứ ba chồng em rút kinh nghiệm, sinh nhật em vô hè, lên năm đó chồng em đã xin về sớm để tổ chức sinh nhật cho em. Đồ cũng hoành tráng nè, bánh kem nha, quà nha, làm một trái tim bằng vỏ đạn nha, tim rồi khắc tên hai đứa đồ ha. Tổ chức lãng mạn lắm, em cảm động vô cùng luôn. Tới ngày sinh nhật chồng em không chúc luôn, hả? Tới năm thứ tư. Tới năm thứ tư thì chồng em lúc đó chuẩn bị thi tốt nghiệp cũng quên luôn. Quên luôn. Dạ. Vậy mà vẫn yêu được đến năm thứ năm là giỏi á. Dạ đúng rồi. Cao trào nó nằm ở năm thứ năm á. Em bắt đầu là em đợi từ 12 giờ đêm lận. Em đợi tới sáng luôn, vẫn im ru luôn. Cái em đợi tới 7 giờ và không thấy gì luôn. Đợi 9 giờ không thấy gì luôn. Qua 1 giờ chiều cũng không có gì luôn. Thôi em quyết định nửa quên nữa rồi, mà bây giờ là hết chịu nổi rồi. Cái em buồn quá thôi. Em đi chơi mình em luôn, có nghĩa là em đi bơ vơ vậy đó, vu vơ vậy đi rồi em vô tiệm net em ngồi luôn. Tới đâu á 4 giờ chồng em bất ngờ mà anh, rồi mang quà, mang bánh kem, rồi mang bông đến nhà em, là lúc đó muốn gây bất ngờ cho em á. Nhưng mà chồng em bất ngờ hơn, tại vì tới nơi là người yêu đi mất rồi. Yêu đi mất rồi. lúc đó chồng em điện thoại nhắn tin rồi đâu còn liên lạc được gì nữa đâu. Cái xong rồi cứ nhắn tin điện thoại em chẳng bắt máy gì hết. Cái xong rồi mới nhờ bố em, nhờ bố vợ thì bố em mới đi kiếm em về cho. Nhưng mà lúc đó em rảnh quá rồi, thôi mang quà mang hoa đi về đi. Vợ là không nhắn tin được Facebook hay Zalo, lúc đó là em đã ra trường rồi, được sử dụng điện thoại rồi. Tất nhiên là mọi liên hệ là không liên lạc được, chắc cũng phải 1 đến 2 ngày mới nhớ ra là mình có chuyển tiền. Gửi tiền cho nhau thì có thêm cái phần nội dung, mình vừa gửi tiền, mình vừa có dòng tin nhắn xin lỗi với vợ. Lúc đó thì đúng là qua ngày hôm sau là vợ mới vui liền. Vui liền luôn. Bỏ qua đó, bỏ qua liền.
Nói chung là mọi cái sự giận dỗi của vợ đều có thể được giải quyết bằng chuyển khoản. Sự luôn. Kỷ niệm ngày cưới có cái nào quên không? Cũng quên hết năm trời ngày cưới rồi đó. Năm thứ hai là em nói không biết được quên nữa nha. Chồng em đồ em cũng ngồi em đợi thử coi xem có thay đổi gì không. Cũng em cũng đợi từ khuya á, thấy cũng im chắc ngủ rồi. Em đi làm ngồi tới 7:30 vẫn thấy im, không thấy nói gì hết. Đến 8 giờ là trong lòng em mới sôi sục lên rồi, nói không thì chắc chắn là quên rồi. Em chặn hết cái phương tiện liên lạc luôn. Lại chặn được? Dạ. Unfriend Facebook luôn, unfriend Zalo luôn, không liên lạc gì với em nữa. Thì cũng xài chiêu cũ. Tinh tinh cho em, tinh tinh. Nói một tin nhắn rất là thòn là: vợ ơi, thật ra là anh có trồng một bông hoa súng, anh đợi nó nở rồi chụp hình tặng vợ, nhưng mà anh ngồi đợi hoài mà nó không chịu nở. Ủa nhưng mà cái hoa súng nó làm trồng trong dạ vâng, đơn vị em cũng dạ bông súng tím, thì thường bông súng thì phải nắng lên mới nở, buổi sáng thì vẫn đang búp tầm 10 giờ mới nắng lên nắng lớn á thì nở rất là đẹp. Thì mình cũng nghĩ là chắc tại vì mình hôm qua mình thấy nó nở rất là đẹp thì hôm nay mình mới nghĩ là thôi chắc mình chụp này rồi mình gửi tin nhắn vợ lúc này chắc là lãng mạn hơn một xíu. Mà không ngờ súng nó cụp cò. Là cũng một kỷ niệm vô cùng đặc biệt. Anh trước khi đi ngủ thì em vẫn ngồi, người yêu nhau mà đợi người yêu chúc thì mình mới ngủ được. Bạn đi vào đội văn nghệ của đơn vị, khi bạn đi tổ chức văn nghệ xong rồi bạn hay phải đưa những cái bạn nữ văn nghệ đi về. Chắc cần nhìn với bạn kia đi vào nhà xong rồi về tới nơi thì cũng phải nhắn tin chúc em ngủ ngon, và thay vì chúc cho em kia lại gửi cho em này. Sau những cái lần thì nó cũng sóng gió nhẹ. Sóng thần là vào cái dịp Valentine thì em cũng ngồi em đợi, cũng bắt đầu đợi từ 0 giờ đã, xong rồi em đợi tới sáng vẫn chưa thấy nhắn. Đâu tầm đến 9 giờ thì cũng tinh tinh một tin nhắn của người yêu mà không đúng cú pháp nha, nhắn cho bạn nào á chúc em Valentine vui vẻ, gửi nhầm cho em đó anh. Dạ, ủa em rồi. Sao những cái cú nhắn của em sao toàn tai hại không vậy? Cũng quen tay nhắn tin, đôi lúc là nhắn nhanh quá thì không kịp thu hồi. Thế thì bây giờ có mong muốn ông xã mình thay đổi điều gì không? Em mong á là bớt quên đi. Bớt quên nhớ nhiều lên. Dạ, bớt quên nhớ nhiều và đừng bao giờ lộn nữa. Đừng bao giờ lộn. Từ đến lúc em báo thù rồi em, cố lên. Một là hay ghen, như cái lúc nãy nó nói là cũng rất là ghen. Hay ghen. Thôi cái này là lỗi của mình. Mình làm cho vợ ghen thì phải chấp nhận. Đúng. Thứ hai là tâm lý hay không được... Tâm lý bất ổn. Dạ, tâm lý cũng có hay bất ổn thì rất là dễ xúc động rồi khóc khi mà hai đứa cưới nhau về. Và thật sự là từ khi quen nhau đến bây giờ là em chưa bao giờ em lớn tiếng với vợ em một tiếng nào. Chưa quát nạt gì hết. Mình cũng kẹt việc đơn vị. Do đơn vị cũng có việc thì vợ thì cũng nói là muốn được tối đi chơi thì vợ cũng nào là hẹn đồng nghiệp này kia là thôi phải về có việc để đi với chồng thế này thế kia, thôi để cố gắng sắp xếp và sắp xếp được rồi xong nhất trí, xong rồi lại đùng một phát là mình lại bảo thôi không được rồi, tối nay là lại phải có việc rồi, em thông cảm. Rồi vợ lúc đấy là lại giận dỗi lên thì mình thấy vợ làm giận dỗi quá mình cũng sợ. Thế là lại phải cố gắng sắp xếp làm sao chạy về nhà. Chạy khi mà chạy đến nhà thì là cô vợ ở trong nhà cứ mặt nặng mặt nhẹ, mình rủ đi thế nào cũng không đi. Lúc đó thì mình cũng mới cưới thì cũng nghe được nhiều anh tiền bối đi trước nói là đừng có sợ vợ này kia phải thể hiện này một tí. Thì mình cũng lúc đó mình cũng mạnh dạn mình thử một lần. Dạ vâng, mình thử một lần thì mình quát thế này, quát tại sao anh thế, anh đã về sắp xếp công việc về để đi thế này mà không chịu đi là sao, cô thật xem tôi là gì đó. Mình cũng ra mình cầm nón bảo hiểm mình đập mặt xuống sân cho vợ nghe thấy. Xong rồi mình đi vô thấy cô vợ như có vẻ chiêu này không ổn rồi, chuyển sang trạng thái là như lại sợ vợ rồi. Lại sợ vợ rồi nên em là thôi tốt nhất là không ở nhà nữa, thôi anh vô đơn vị đây, thôi xách xe đi vô luôn. Cái lúc mà thấy anh thể hiện và anh đập cái nón bảo hiểm như vậy, lúc đó em suy nghĩ gì, em có sợ anh không? Sợ chứ anh, ai quá lớn là em sợ. Thấy chồng nào giờ là chồng em lúc nào cũng nhỏ nhẹ với em không à. Đó thì em cũng hoảng rồi, lúc bình tĩnh là em nhắn tin hỏi ủa anh đi đâu à. Cái ai về anh đi trả lời là anh sợ quá anh cũng bỏ đi luôn. Trời ơi. Nghĩa là ông này sợ hơn. Hai người đều sợ. Đều thương quá. Cho tới bây giờ, thật sự là nếu như để cho có được một cái điều mong muốn ở vợ mình thay đổi để cho mọi thứ nó tốt hơn, nó hoàn hảo hơn. Mong muốn thì cũng muốn vợ mình là sẽ có một cái sự là suy nghĩ điềm tĩnh hơn. Thì mong vợ cũng hiểu cho.
thay đổi thì không phải một lúc một chiều, cứ từ từ thôi. Vì tâm sự người ta cũng sẽ được hết, miễn là đồng cam cộng khổ cùng nhau. Nói câu này là phải nắm tay vợ nha. Có nói thêm điều gì nữa không? Em muốn nói thêm điều gì nữa với vợ không? Hai bạn có thể đứng dậy, nhìn vào mắt nhau và nắm tay nhau. Vợ nè, anh cũng không có gì hơn ngoài tình yêu của anh dành cho em. Trời ơi. Hai vợ chồng mình thì cũng đã đến với nhau, đến nay là cũng có được một bé là 4 tuổi rồi. Thì mong làm sao hạnh phúc gia đình mãi mãi như thế này. Và từ nay về sau, mong em không còn cảm giác ghen nữa. Hôn vợ nó đi. Yeah. Hay lắm. Rồi, yêu em vợ rất là xúc động. Yeah. Em muốn nói gì với chồng không? Em muốn gửi lời cảm ơn chồng em đã ở bên em qua rất là nhiều năm, cả một tuổi thanh xuân. Và em cũng mong rằng anh ấy sẽ tiếp tục đồng hành cùng em trên cái con đường còn lại từ đây đến hết cuộc đời này luôn. Hay quá. Yêu quá. Cảm ơn hai vợ chồng rất nhiều. Và mong rằng là những cái lời yêu thương của các bạn, nó sẽ theo các bạn đi đến hết cuộc đời của các bạn, để mà tận hưởng cuộc đời yêu thương nha. Xin cảm ơn. Chúng ta vừa chứng kiến một cặp đôi yêu rất nhau yêu, rất là hạnh phúc. Anh cảm nhận điều đó. Dạ. Bây giờ thì không biết là cặp tiếp theo nữa sẽ mang câu chuyện hạnh phúc gì để mà chia sẻ đến cho quý vị khán giả đây. Mời quý vị dành một tràng pháo tay chào đón cặp thứ hai. Hai bạn rất trẻ. Xin chào hai bạn trẻ. Em xin chào anh Quốc Thuận, chị Thanh Vân, các cán bộ chiến sĩ đang xem và cùng toàn thể các khán giả xem chương trình. Em tên là Trần Thanh Tùng, 28 tuổi, đến từ Nam Định. Hiện nay đang công tác tại tiểu đoàn 14, sư đoàn bộ binh 5. Tùng là công tác bên là... Em công tác bên pháo binh. À, pháo binh. Thế còn em? Dạ, em chào anh Quốc Thuận, chị Thanh Vân, các cán bộ chiến sĩ trong trường quay và toàn bộ quý khán giả đang xem chương trình. Em tên là Phùng Thị Minh Phương, 24 tuổi, em đến từ Nam Định. Hiện tại thì là em đang làm nhân viên bán hàng thôi ạ. Hai bạn có phải là quen nhau từ Nam Định không? Thưa anh chị thì em và vợ em cũng quen nhau từ Nam Định. Thôi bây giờ thôi kể đi cho anh biết đi. Cái cơ duyên nào mà hai đứa biết nhau nè, ấn tượng về nhau ra sao? Nói thật anh chị là hồi đấy em cũng đang đi diễn tập năm cuối, đang ngồi trên đồi không có ai nói chuyện thì tự dưng vợ em hồi đấy lại nhắn tin đến thả em một cái like. Em cũng không biết là tại sao lại tự dưng có người lạ nhắn tin cho em. Thế mà em vào em xem. Vậy là cô này chủ động. Vợ em hồi đấy là bán hàng online, em có nhắn tin trả lời lại là anh không có cái gì mua cho em đâu, em đừng có dụ dỗ anh. Thà dễ sợ luôn. Thế là vợ em mới cứ hỏi chấm anh nói gì vậy. Tự nhiên là vì hồi đó em đang bán hàng online, tự nhiên lại có một người nhắn tin đến là anh không có gì để mua cho em đâu. Ủa sao tự nhiên cái ông này ông nhắn kỳ vậy ta? Cuối cùng là mới vỡ ra là em nhắn tin cho anh ấy trước. Em không biết là em nhắn tin cho anh trước. Em không biết là em nhắn tin cho anh ấy trước luôn. Tại vì là sao vậy? Hồi đó là em đang bán hàng online thì em bị mất Facebook ấy ạ. Thì hồi đấy là nhờ mọi người là kết lại bạn lại với em tại vì em mất Facebook. Thế xong rồi là có đề xuất kết bạn với anh Tùng. Thế em mới vào em xem thì thấy anh này nhìn cũng được, với cả là mặc quân phục thì em cũng thích. Em cũng mong có kết bạn nhưng mà không biết là không nhắn tin cho anh từ lúc nào. Nhưng mà cái đó là cách đây mấy năm rồi, chắc 5-6 năm, từ tháng 2017 đến giờ. Lúc đó là bé ấy chỉ là mới 18 tuổi thôi. Đúng đó. Đúng rồi. Nhưng mà Tùng thì sao? Em thì đợt đấy xem cũng vào em xem thì thấy vợ em để quả ảnh avatar thì chống cằm ngồi trên thuyền mà lúc đồng tiền nhìn rõ xinh. Em thì tưởng cô đơn bao nhiêu năm nay, tưởng có ai nhắn tin đến thì phải chấp thời cơ luôn anh. Thế là phải làm quen liền. Hồi đấy cũng phải mò lên hỏi là cách làm quen gái ú như nào, em ăn cơm chưa, em các kiểu này kia. Là em hoàn toàn không có kinh nghiệm. Tức là sau khi mà cái tin nhắn của bạn này tình cờ đến em là em chủ động. Dạ. Cưa lại. Dạ vâng, em chủ động làm quen lại. Thế xinh quá mà. Chủ động làm quen. Thế quả avatar ngồi chống cằm trên thuyền xinh quá, bởi vì chịu đâu nổi. Đúng không? Dạ. Cô đơn bao nhiêu năm nữa. Nhắn tin qua lại bao lâu thì mới gặp nhau ngoài? Bọn em cũng trao đổi nhắn tin trong vòng 2-3 tháng. Đợt đấy em cũng đi thực tập thì cũng được về nhà, cũng hẹn vợ em lần đầu tiên.
lần đầu tiên nhìn cô ấy ở ngoài đời thì sao nào? Thì lúc đấy em nhìn thấy vợ em thì cũng học sinh, thân hình cũng nhỏ nhắn, mặt thì được cái ấn tượng là mặt cũng mũm mĩm, rất là dễ thương. Thế còn Phương thôi khác xa so với ảnh. Ồ, hôm đó là chồng em thì thấy mặc áo phông này, xong một cái quần chạy theo để ra cái xe của em ấy, hai cái đùi ông dính mà. Thấy vừa đi vừa để dính cái đùi mà nghĩ trong đầu bảo sao cái ông này dẻo thế, không thấy men giống ở trên ảnh. Có nghe nhìn bé tẹo hả? Dẻo là hai chân nó quýnh với nhau. Em có nghi không? Lúc đó thì em cũng hơi nghi là có hơi tím nha. Tím. Nhưng mà sau một thời gian tiếp xúc thì em thấy là anh cũng khá không hề tím, không tím chỗ nào. Tím. Và rất xanh. Xanh mơ mởn. Sau bao nhiêu lâu thì hai bạn chính thức tỏ tình với nhau? Sau khoảng 4-5 tháng gì đấy thì bọn em chính thức yêu nhau thì em là người tỏ tình. Tại vì là khoảng thời gian làm quen là em cũng đã thích anh ấy rồi. Và đến hôm đấy thì em đang đi tập ở phòng gym á, thế bạn em mới khích bảo là sao không nhắn tin tỏ tình đi. Mãi lúc sau em mới nghĩ thôi thì nhắn tin cho anh ấy. Em nhắn là thật ra là em thích anh từ lâu lắm rồi. Thế anh nhắn tin lại, anh cũng chờ câu nói của em từ lâu lắm rồi, làm người yêu anh nhé. Thế em đồng ý thôi. Lãng mạn quá. Tại sao Tùng lại để cho người ta tỏ tình với mình mà mình không phải là người chủ động? Theo quan điểm của em hồi đấy thì công việc của bộ đội bọn em là cũng xa nhà, cũng cần một người mà thấu hiểu và chia sẻ, thông cảm với mình được. Thì em nghĩ là tình yêu bền chặt nhất phải xuất phát từ người con gái. Mặc dù em cũng có thích nhưng mà em cũng không dám nói, chỉ chờ vợ em nói trước thì em... Nếu như Phương không nhắn trước thì sao? Ông nhắn trước thì em nói. Tức là cũng thích rồi. Dạ. Chỉ đợi một lời nói đầu tiên thôi. Sau đó thì sao? Sau đó thì em có nhận được công tác vào trong quân khu 7 công tác. Và em thì mới thi lên đại học trên Hà Nội. Thế là chúng em bắt đầu yêu xa từ đó. Xa lắm đó nghe. Yêu xa bao nhiêu năm? Chắc cũng phải 4-5 năm. 4-5 năm. Bọn em cũng mới cưới. Yêu xa cho tới lúc cưới luôn ạ. Yêu xa như thế thì giữa hai người có bao giờ xảy ra những chuyện ghen tuông, hiểu lầm gì không? Anh nghĩ là có đó, tại vì cô bé này cũng mới lớn mà. Đúng rồi, còn này, anh này cũng đẹp trai đúng nữa. Đúng rồi, mà anh này lại vào ở trong Nam nữa. Cũng có nhiều lần đấy ạ. Nhiều lần luôn. Thôi để Tùng kể đi. Cái lần mà cô ấy ghen mà giận hờn mình đó mà không bao giờ quên được, đó là lần nào? Chắc có lẽ là cái lần bọn em về chuẩn bị chụp ảnh cưới. Em cũng nói chuyện vu vơ với lại một cái bạn nữ khác, nói chuyện thôi chứ không có ý gì cả. Mà vợ em cũng biết Facebook của em, vợ em vào Zalo của em, vợ em nhìn thấy. Và em cũng bảo là anh cũng không có ý gì ấy. Vợ em vẫn lên cơn ghen, bùng vằng không cho chụp ảnh cưới này kia. Ôi, nhưng mà sao mà để mà xoa dịu được cái cơn ghen, cơn giận hờn của mình để mà chấp nhận chụp ảnh cưới? Anh cũng có xin lỗi, có tặng hoa, nhưng mà cũng phải vài ngày sau thì em mới nguôi ngoài. Nhưng mà cái ngày chụp ảnh cưới đó là Tùng đã cầu hôn em chưa? Chồng em không cầu hôn em. Lại một khuôn mặt giận hờn hiện lên. Không cầu hôn ở đây là không cầu hôn bằng nhẫn và hoa. Chị hiểu, con gái mình là mơ ước có một người sẽ quỳ xuống đúng không? Đưa chiếc nhẫn ra và nói là em có đồng ý làm vợ anh không? Vậy mà cầu hôn. Nước mắt coi như là ràn rụa. Và nói những lời yêu thương và hôn nhau. Nơi lắng mạn. Nhưng mà không có. Hôm đấy là chồng em để em đi ở quanh hồ gần nhà em chơi á, cũng nói là anh thì bộ đội rồi khô khan rồi, anh cũng không biết phải bày tỏ tình cảm với em như thế nào. Xong nói một hồi rồi thì nói là thì em có đồng ý làm vợ anh không? Vậy là cũng có cầu hôn mà, chỉ là không có nhẫn thôi. Chỉ là cầu hôn không có nhẫn và hoa thôi. Không có nhẫn quỳ thôi anh chị. Đúng rồi. Em về cũng gấp để kịp ăn hỏi. Thế là xong là em cũng nói như thế. Thì vợ em dỗi bảo em vô tâm. Xong vùng vàng em nhắn tin không trả lời. Sắp đến ngày cưới mà không thấy cô dâu trả lời chú rể thì em cũng sốt ruột. Em chạy sang em gọi bên nhà đó. Em bảo với mẹ vợ em, con sang đây hỏi bố mẹ xem là vợ con có muốn cưới nữa không. Em biết bố vợ nghe thấy thế mới tách cổ vợ em xuống. Hỏi xong là cuối cùng là vợ em khóc lóc gì rằng bảo em vô tâm. Rồi vợ em lên phòng. Thế là mẹ vợ em đuổi em lên phòng dỗ. Em đóng cửa dỗ luôn. Thế là xong thôi. Đóng cửa dỗ luôn. Dỗ cả đêm đúng không? Dạ. Xong đêm đó rồi là bắt đầu là huề, bắt đầu đám cưới. Sau đó thì hai vợ chồng cùng vào đây. Chị và em nói với em là có gì cho vợ ở với nhà chồng một năm, sang năm đón vào. Thì em cũng để vợ em ở ngoài đấy một năm. Thì em vừa mới đón vợ em vào đây cách đây khoảng hơn tháng thôi.
Vậy là đôi này là yêu xa là nhiều nha. Vợ chồng son thì bao giờ trong cái năm đầu là rất cần ở gần, ở cạnh nhau. Đúng. Sau khi cưới lúc chồng em đi thì nói chung em cũng buồn với cả là hụt hẫng. Nhưng mà khi mà ở cùng với gia đình nhà chồng ấy, thì bố mẹ chồng yêu thương em. Trong suốt một năm xa chồng như vậy, vợ có tủi thân, vợ có khóc không? Vợ có buồn nhiều lắm không? Em nghĩ là như vợ em là một người hay nghĩ thì chắc vợ em cũng sẽ rất là dễ tủi thân. Mỗi lần như vậy thì nhắn tin dỗ dành. Mỗi lần em vào trong đây là vợ em hay tiễn em ra sân bay lắm. Mà vợ em được cái đặc tính là say xe mà vẫn cố gắng lên để tiễn em. Mà mỗi lần như thế thì lúc nhìn vợ em thương lắm. Cứ thấy lủi thủi một mình đi về. Thấy vợ quay đi lủi thủi đi về, cái cảm giác nó thật sự là anh hiểu được. Em nghĩ là bản thân Tùng cũng sẽ là một người cảm thấy buồn và nhớ vợ chứ, đúng không? Chắc là Tùng cũng sẽ có những lúc cảm thấy tủi thân và cô đơn khi mà mình lấy vợ xong mà mình lại phải xa vợ như thế, đúng không em? Dạ. Có khi nào khóc không? Lần đầu em có vào đây thì em cũng có khóc. Đó, thấy thương chưa? Khóc vì điều gì? Vì em nghĩ là nói chung là vì cuộc sống mà mình phải xa cách nhiều thứ mà mình quen thuộc á. Gia đình, bạn bè, người yêu, mình vào một nơi mà mình không có quen, rất là xa lạ. Là em cũng thấy tủi thân bản thân mình, em cũng thấy thương vợ em nữa. Quan trọng nhất là có cái chữ thương ấy em. Tại vì yêu thì đôi khi nó chỉ nồng cháy lúc đầu thôi, nhưng mà cái chữ thương là nó sẽ đi theo mình suốt cả cuộc đời. Thôi bây giờ mình đến cái phần đáng ghét đi anh. Nhưng mà em ơi, cặp này là họ chỉ mới ở gần một tháng, có một tháng rồi. Đâu có tật xấu gì lòi ra đúng không? Ai bảo anh thế? Chắc chắn có. Có, Vương. Có, chắc chắn có rất nhiều. Đấy, thấy chưa? Có rất nhiều. Người ta đang quen yêu xa. Cứ lôi về gần. Đó. Cái vấn đề Phương. Gì? Vấn đề gì? Đầu tiên là không lãng mạn. Ví dụ như ngày sinh nhật của em á, mẹ em có bảo là thôi ngày sinh nhật của em nếu mà bận thì cũng không phải chúc gì đâu. Thế đến ngày sinh nhật là cũng thôi luôn. Ai bảo em nói thế? Quên luôn. Trời ơi. Lại quên. Đường cho Hương chạy. Em phải nói là anh mà quên em sẽ giận anh đấy. Ồ. Đúng không? Tại vì là hồi đó là chồng em diễn tập cũng bận nhỉ. Nên là thôi thì chồng ở xa với cả là cũng bận nên là thôi em cũng thông cảm. Nhưng mà đến ngày hôm đấy thì không nhận được lời chúc thì em cũng rất là hổ thẹn. Đúng rồi, cái cảm giác, cái sự vô tâm nó lặp lại đúng không? Nó có giận không? Có ạ. Giận chứ. Rồi sau đó thì em có bù đắp không? Em cũng có nói để cho vợ vững tin thôi, còn sau thôi. Không có tặng quà bù đắp à? Nếu mà bảo là không bù đắp thì cũng không phải. Tại vì là mỗi lần mà chồng em về phép thì chồng em sẽ đưa em đi du lịch. Không lãng mạn. Còn hai gì không? Thật xấu đó. Cũng hay quạo lắm ạ. Chẳng hạn như là em mới vào, em muốn đi chơi thì em muốn đi uống trà chanh. Đi được nửa đường thì không tìm được cái quán ấy đâu. Thì anh ấy tức, anh bảo là thôi đi về, thôi đi về. Xong rồi là đi được nửa đường thì em cứ vùng vằng ấy. Thế là chồng bảo em là thế em lên đèo đi rồi đi tìm quán tiếp. Thế là em có lên đèo nhưng mà em đi về thẳng về nhà luôn. Trời ơi, vợ mới vào còn bỡ ngỡ chưa quen. Mình phải kiên nhẫn chiều vợ một tí chứ. Đúng không? Mình đang là thổ địa trong này rồi. Mà mỗi lần mà chị giận anh nhà chị là chị sẽ phải tìm mọi cách để cho anh ấy phải hiểu là chị đang cần cái gì, đang muốn cái gì. Nên chính là em cũng không nên nói ngược nhá. Mình cứ nói thẳng ra những gì mình nghĩ. Chứ đừng nói là không sao đâu, là họ sẽ như vậy hoài á. Muốn họ hết vô tâm là mình phải thể hiện rõ cảm xúc của mình là mình không vui khi bạn ấy quen như vậy. Muốn không thiệt thòi thì phải thẳng thắn. Phải thương vợ vì vợ đang ở ngoài kia đang quen, tự nhiên vào đây em là người thân duy nhất của cô ấy ở đây bây giờ. Vợ có mong muốn Tùng thay đổi điều gì không? Em chỉ mong muốn là chồng em là kiên nhẫn với em hơn một chút. Kiên nhẫn với em hơn. Tại vì là đôi khi em hay hờn dỗi á, mình mong là anh sẽ dỗ em. Rồi với Tùng thì sao nè, cô có thật xấu gì không? Ui nhiều thấy lắm hiền. Anh ôi trời, khí thế. Trời hết hồn luôn. Ôi, mới nói mình luôn. Ồ, bé nhìn nó hiền quá, chắc không có đâu nghe. Cơ hội đến rồi. Và em hay quên lắm. Hay quên. Ăn quên rửa chén này, ăn quên rửa chén này. Rồi. À, ngủ quên quét nhà này. Ngủ quên dậy luôn. Vợ em ngủ thì đẳng cấp luôn. Em nghĩ là nếu có cuộc thi ngủ chắc vợ em cũng phải vào top 10. Cuộc thi ngủ. Gì nữa không? Mà nhiều khi là cũng ngây thơ lắm. Đi ra Cù Lao Xanh ở Quy Nhơn chơi là cũng không biết bơi, cũng lao ra ôm phảng, lao ra biển như thật. Thế xong là trôi tuyết tịt 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 xuống dưới kia mà làm em phải bơi ngược dòng. Em bơi xuống, em kéo lên. Mà có đeo phao gì không? Không đeo phao thì luôn nằm lên trên cái phao mà vung vuông ở biển ấy. Trời ơi, liều dữ vậy trời. Nhưng mà tại vì sao là em bị trôi tít ra xa đấy? Tại vì là chồng em mãi đi ngắm san hô, cứ là ở dưới. Còn em thì nằm ở trên cái phản đó cứ kêu gọi chồng ơi. Thế cuối cùng là hai người bạn của chồng em phải bơi ra chỗ cho em trước. Vậy là lòi ra tật là... xấu đó là tật xấu của ổng á. Đúng rồi. Trời ơi vô tâm. Sau đó là chồng em mới bơi ra.
như vợ anh không biết bơi, là mỗi một lần anh đi biển nha là anh không bao giờ anh rời xa vợ anh nữa. Tại vì anh sợ, bà bị hụt chân á. Em biết mà, đi ra xa chút xíu là nó rất là dễ bị hụt á. Đúng. Và kéo người không biết bơi đi luôn. Mà ở đây không biết bơi lạ nước lạ cái mà ổng còn đi ngắm san hô, xong để vợ ôm phản lao ra biển như đúng rồi. Để tật xấu của vợ mà lôi ra cái tật của mình còn xấu hơn. Rồi gì nữa em? Đi xe số là vợ em không biết đi. Đấy, vừa rồi bọn em cũng đi lên chỗ Hà Giang chơi ấy. Mà cái đường Hà Giang là trên đấy là đồi núi nhiều lắm. Thế vợ em thì đèo thay vợ chồng cũng là một đối thủ nặng ký ấy. Xe số mà leo dốc cứ số 4 chơi số 4. May không cháy nổ xe đấy, rồi vợ em cứ nhật tắt số 4 đi, cứ thế lên dốc lao. Tưởng tượng dốc mà đi số 4. Không biết bơi nhưng mà thích lao ra biển, mà không biết đi xe mà rất là thích leo núi. Mà leo bằng số 4. Số 4. Bé nó tưởng là đường dốc như đường trường. Dạ. Rất là vô tư. Chồng vô tâm gặp vợ vô tư. Và em đó cũng mê tín lắm. Mê tín. Thí dụ đi. Ví dụ là như là bọn em cũng đi tối đêm đường đồi về, em đèo đằng trước mà vợ em cứ ngồi Nam Mô A Di Đà Phật cho phù hộ độ trì gì thì em nghe em sốt hết cả ruột đó. Nam Mô A Di Đà Phật. Trời ơi. Bà đọc to lắm ạ. Vợ em đọc to lắm, em sợ. Càng đá sun thì càng thêm run nữa. Đã sợ rồi. Hà là êm, nói Hà là nói chuyện vui. Không bằng sao cứ là mùa gì là Phật, mùa gì là Phật, mùa gì là Phật. Hương em giải thích đi, vì sao lại thế? Tại vì ngày xưa là chúng em đi Vũng Tàu á, đi đường thì cát, chồng em đi thì nhanh quá, chỗ quẹo em sợ. Thế xong em mới hét lên bảo là chỗ cát thì thôi anh đi chậm thôi. Từ sau đấy là anh cứ dưới 40 anh đi. Cuối cùng là đi từ Tây Ninh xuống Vũng Tàu và em mất 11 tiếng. 11 tiếng. Vừa đi vừa bò ra đường ấy chứ. Anh nghe lời vợ. Thôi anh nghe lời vợ đúng không? Dạ. Đấy là ưu điểm ấy. Ưu điểm. Thế thì Tùng bây giờ mong muốn vợ yêu của mình thay đổi điều gì? Em cũng mong muốn tương lai vợ em thì một là cũng bớt quên đi, hai nữa là cũng chăm chỉ tập thể dục thể thao hơn. Bớt ngủ lại. bớt quên anh ngủ mà quên không dậy ấy. Quên. Ba nữa là bớt hờn dỗi. Vợ của em á, thật ra là bây giờ vẫn còn rất là trẻ. Đúng. Vẫn còn trong cái giai đoạn chơi khám phá. Đúng. Đó, lại thêm nữa là phải xa quê vào đây. Còn lạ nước lạ cái dữ lắm, cần phải có sự hỗ trợ. Đúng rồi. Mà ở đây đó lại là chồng mình. Phương vẫn còn có cái gì đó, vẫn còn rất là rụt rè. Đúng rồi. Vẫn còn nhát, chưa có sự tự tin. Thì em chính là cái người mà giúp cho Phương vượt qua những cái điều kiện đó, trở nên là một người vợ sẽ hỗ trợ cho em sau này. Chị nghĩ bây giờ cô ấy đã có những cái hờn dỗi của mình, vì mình ngày xưa mình chưa kịp cầu hôn cô ấy. Thì bây giờ ở đây trước mặt các chiến sĩ ở đây, trước mặt mọi người của chương trình, em có thể quỳ xuống và cầu hôn bù vợ em được không? Phương có muốn điều đó đến với em với Phương không? Dạ có. Em xin phép chương trình. Tuyệt vời em ơi. Tuyệt vời. Ôi, xúc động quá. Em có đồng ý làm vợ anh không? Em đồng ý. Ôi quá. Trời ơi, đáng yêu quá. Hy vọng rằng thì tương lai sắp tới em sẽ là người đồng hành với anh. Anh xin hứa sẽ cho em những cái điều thật tuyệt vời và hạnh phúc. Cảm ơn anh đã luôn yêu thương, kiên nhẫn và che chở cho em. Em hứa là trong tương lai thì chúng ta sẽ có gia đình hạnh phúc. Đáng yêu quá. Hai bạn cố gắng nhé, hành trình còn dài lắm đấy. Dạ. Xin cảm ơn hai vợ chồng Tùng và Phương. Chúc cho hai em luôn luôn hạnh phúc như thế này nha. Con là quê ở Bến Tre. Năm nay con 26 tuổi, hiện tại là đang sinh sống và làm việc tại Sài Gòn. Là hiện tại là hai vợ chồng con đang làm chung về kinh doanh. Kinh doanh? Dạ. Kinh doanh tại gia hả con hay sao? Dạ đúng rồi. Online hay offline? Dạ online. Có thể bật mí chút xíu về cái công việc cái đó là như thế nào? Dạ về online thì hai vợ chồng con đang bán chuyên về dòng mỹ phẩm, còn offline là hai đứa có mở một cái quán bún bò nhỏ nhỏ ở Vũng Tàu. Ở Tuốt Vũng Tàu hả? Dạ đúng rồi, tại là quê vợ. Rồi ai coi trên đó con? Dạ đó thì có chị hai con lo, mà cái đó là chỉ là cái nền tảng đầu tiên thôi, còn sau này con sẽ mở chuỗi ở trên Sài Gòn và một số nơi khác. Có nghĩa là mình thí điểm trước ở dạ, quê mình đúng rồi, thử nghiệm trước. Bữa nào chú có Thuận ghé Vũng Tàu
sẽ liên hệ con và đến ăn thử. Dạ sẵn sàng. Chú mê bún bò lắm. Dạ. Rồi bây giờ tới cái họ Trang lạ quá ha. Thì chị mới họ Trang. Lê Phương á, Lê Phương cũng là Trang á. À vậy hả? Lê Phương là Trang Dương Lê Phương. Ồ. Họ Trang. Trang Bích Liễu rồi đó chị. Trang Bích Liễu. Không, chị lại tưởng Trang Bích Liễu là nghệ danh chứ chị không có nghĩ là Trang là một cái họ. Đúng rồi. Bữa nay Rồi mời con. Dạ, chào cô Hồng Vân, chào chú Quốc Hợp và chào khán giả. Con tên là Hồ Thị Hồng Mơ, sinh năm 97, năm nay 25 tuổi. Hiện tại thì như chồng có nói là tụi con chung kinh doanh chung và hai vợ chồng cũng đang mở quán ăn riêng. Dạ. Hồng Vân và Hồng Mơ á. Dạ. Rồi bây giờ hai đứa cho chú biết đi, cái câu chuyện tình yêu của các con nó bắt đầu như thế nào? Và đầu tiên gặp nhau có ấn tượng gì về nhau không? Dạ. Dạ. Gặp nhau ở quán bún bò không ta? Lấy nhau lâu chưa? Hai đứa này là thấy là thuận lợi lắm này, làm ăn cũng được các thứ này kia. Vậy là nhất gái hơn hai, nhì trai hơn một. Trai hơn. Dạ, bé này không nói vậy luôn. Dạ, tụi con gặp nhau là ở đây luôn à? Ở đây Sài Gòn luôn. Vậy là chương trình bạn muốn hẹn hò đúng không? Dạ, tụi con gặp nhau ở chương trình ghép đôi thành tốc. Trời, nó ghê hơn bạn muốn hẹn hò nữa. Tại vì bạn nó thần tốc luôn á. Bạn hẹn hò nó còn có thời gian. Ừ, đúng rồi. Này là thần tốc gặp nhau cái dĩnh luôn. Tốc độ luôn. Tốc độ thật sự luôn, tất cả mọi thứ đều tốc độ. Vậy đó hả? Đâu kể đi con. Là tụi con bắt đầu quay phim vào ngày 8 tháng 10. Dạ là hôm đó tụi con quay phim ở trên. Năm nào? Dạ năm 2021. Năm vừa rồi luôn. Cái tưởng năm nay là đúng là siêu tốc độ luôn á. Dạ đúng rồi. Cái show của con là đầu tiên đó, trong sau mà cái kỳ dịch đó luôn đó. Sau dịch là cái show đầu tiên của ghép đôi thành tốc tụi con quay luôn. Thì quay xong thì tụi con có bấm nút chọn nhau. Lúc đó thì xong rồi cái ra xuống dưới thì tụi con có ngồi nói chuyện đây tầm một tiếng nữa. Cái là sau đó tiến tới luôn. Vậy đó hả? Tức là bấm nút một phát xong rồi một tiếng đồng hồ đó là hai đứa cảm nhận là cái kiểu là mình cảm nhận được cái đối phương, cho nên là mình muốn đi tìm hiểu đối phương, là muốn đi xa hơn. Cho nên là tụi con sau khi chương trình về thì hai đứa cũng có liên lạc này kia. Rồi xong con qua nhà bạn vợ con chơi. Rồi xong cái hai đứa tìm hiểu nói chuyện nhiều hơn, trao đổi nhiều hơn. Cái xong cái tới bây giờ cưới luôn. Cưới luôn. Ủa nhưng mà lúc đó con ở Vũng Tàu hay là con dọn về về Sài Gòn rồi? Dạ con thì con vẫn ở Sài Gòn là khoảng 6 năm nay hơn rồi. Từ 2015 là con ở Sài Gòn rồi. Thì đợt đó thì cũng trên phương diện là dịch xong á, là con cũng chưa nghĩ mà cũng không có việc gì làm cả. Rồi kiểu con muốn tìm một người thật sự là nghiêm túc để mà có thể là mình có thể quen lâu dài. Chứ thật sự con rất là không thích cái cảnh mà cứ quen nhau xong rồi chia tay á. Rồi xong nó cứ mập mờ, con không thích. Thì con đăng ký chương trình này với phương diện là thoải mái thôi. Xong rồi lên đây thì lúc mà mở cái cánh cửa ra thì nói chuyện lúc đầu, ban đầu con tưởng tượng chồng con là một cái người rất là gầy á, gầy rồi kiểu khô khô vậy đó. Tại vì nghe nói chuyện chân thật lắm thì con tưởng tượng được như vậy. Thì lúc mở ra chỗ đẹp trai quá. Đó là cái ấn tượng đầu tiên. Đúng rồi, đẹp đúng trai rồi. Quá đó. Còn bạn này cao không? Có con ấn tượng về chiều cao anh không? Không, nó thì ngồi con không biết mà. Tại vì con chỉ nghe là anh thì anh biết bơi rồi, anh cũng biết chơi bóng rổ, anh cũng bóng đá. Mà na con trai mà kiểu mà thể thao này kia khỏe mạnh nữa. Phải con không? Con thích lắm. Mà ai kêu không thích đẹp thì con không biết, nhưng mà hoặc là ai nhận xét như thế nào con không biết, nhưng mà con thấy chồng con đẹp trai. Mở ra hết hồn luôn. Mở ra hết. Kêu thôi lại bấm rồi. Nhưng mà bạn này mở ra thấy vợ mình sao? Có hết hồn không? Dạ thấy dễ thương lắm, tại vì trong quá trình mà quay chương trình á, bạn có kể hoàn cảnh gia đình á, thấy thật sự đây là một cô gái rất là nghị lực. Nói chung là gia đình trải qua những cái khó khăn trong cuộc sống nhưng mà vẫn trên đây ở trên Sài Gòn một mình, vẫn đi làm này kia, vẫn phụ gia đình để mà trang trải cuộc sống này kia. Thật sự là một phần là ngưỡng mộ về cái tư duy của vợ con. Cái đó là lúc chưa thấy mặt thôi. Mà tỷ dụ mà giờ mở ra mà không có dễ thương vậy cũng dễ gì ha. Cũng đỡ chồng bấm chung đâu. Dạ nói chung là hai vợ chồng đều thích cái đẹp. Đúng đúng không? Rồi. Gặp một cái là choáng ngợp liền đúng không? Quá. Đẹp bên ngoài và đẹp ở trong tâm hồn nữa đúng không? Dạ. Thế thì con có thích cái vẻ đẹp tâm hồn của anh không? Dạ, lúc đầu con sẽ kể như rõ như thế này, là lúc đầu thì con nhìn đây là đẹp trai thì con nghĩ là thấy kiểu đẹp trai mà còn kiểu hiền hiền, hơi dính dính thì chắc anh này ở ngoài chắc cũng phải kiểu như là này thế kia á, mà hiện nay thì xu hướng người ta hay gọi là trap boy á. Đúng sao mà hiền mà kiểu dễ thương mà kiểu còn pha trò rồi vui tính như vậy thì làm sao mà không có nhiều cô gái theo được. Thì con cũng nói chuyện từ từ thì xong rồi một thời gian con thấy là kiểu anh này là vừa rất là thương gia đình luôn, rất là sâu sắc luôn, mà chứ là hay gọi về cho gia đình, nó hay qua nhà con là gọi về cho gia đình, gọi về cho ba mẹ nè đó, hay tâm sự. Thì con nghĩ là anh này nghiêng về gia đình nhiều. Bên cạnh đó nữa là anh dành 100% thời gian cho con luôn, là lúc nào sau cái chương trình xong là ngày nào alo em và rất là chủ động thật sự luôn, mà kiểu là rất là chủ động luôn. Thay vì hiện nay á, người ta hay hỏi là em ăn cơm chưa, vậy em ăn đi thì không có nghĩ gì hết, còn đây là hỏi em ăn cơm chưa, rồi em chưa ăn ok tí hồi qua chở đi ăn. Đó rồi ví dụ ở nhà cô là nhà con có cái nhà con nhỏ xíu à, thì con hay lau bằng tay. Con không thích lau bằng cây thì con lau bằng tay vậy đó.
thì chồng có kêu sao em cứ lau bằng tay hoài vậy, chỉ nói một câu thôi, hôm sau chồng con vác là chổi nè, rồi cây lau nhà nè, rồi bình nước nè, qua lau tức là dọn hết nhà luôn, có sự quan tâm đúng rồi, rất là chủ động và tinh tế và chủ động và hành động đúng rồi, người đàn ông làm nhiều hơn là nói. Rồi bây giờ này, sau cái chương trình đó sau chương trình ghép đôi thằng tóc là bao lâu thì hai đứa mới bắt đầu có cái lần hẹn hò đầu tiên, mà cái lần đó là đi đâu và làm gì? Sau cái chương trình đó là ngày hôm sau tụi con gặp nhau rồi. Nghĩa là gặp cái nhau đợt suốt đó là luôn á, gặp nhau suốt quay luôn xong đó. Về cái là hai đứa gọi Zalo này kia, cái xong bắt đầu ngày hôm sau là con mới là tại vì lúc đó dịch đó là cũng không thích đi đâu, tại không có đi đâu chơi được, cái mới la là thôi để anh qua nhà em chơi. Cái lúc đó là qua nhà cái con mua trái cây rồi sữa chua kiểu rồi qua. Xong bữa đó bạn nữ hơi bệnh á, là cũng quan tâm một xíu, cái hai đứa ngồi uống rượu. Uống rượu tại gia luôn. Dạ đúng rồi, tự nhiên trong tủ lạnh có hai chai soju. Mà uống rượu với trái cây hay sao? Dạ đúng rồi. Dạ rượu trái cây á. Sao chắc con thanh đạo quá vậy? Ủa nhưng mà lúc đó là con ở cái nhà đó là ở với gia đình hay ở mình? Dạ, ở một mình. À dạ. Bởi đi đâu chi cho mệt. Dạ. Dịch rồi đi tốn dạ. tiền cho ở nhà nó vui vẻ biết bao nhiêu. Còn cái điều này nữa. Chúng nó nhậu với nhau mà nhậu tại gia thì không biết nó có cái chuyện gì nó xảy ra không? Em hỏi nó đi chứ hỏi chị chi. Biết đó thì giờ hỏi tự nhiên nó hỏi cô sao cô biết được trời. Nó nhậu tại gia không có điều gì nó xảy ra. Soju với nữa. Trái cây. Soju là cái mỏ nó sẽ chu đó thì có cái gì nó dạ, thật nó ra là sau đó cái hôm đầu tiên á là gặp nhau chỉ là ngồi nói chuyện chơi vui thôi, cái là cái chuyện nó xảy ra là sau đó chứ không phải là ngày đầu tiên luôn. Tại vì ngày hôm sau là hôm qua là mua nào là lá cây lau nhà rồi chỗ quét nhà kia hút rác này tất cả mọi thứ mua qua, rồi xong là có một dịp là sinh nhật của chị vợ con. Nghĩa là con chủ động là la thôi để anh đi với em, anh chở em đi, tại vì vợ con trước là đi với chủ yếu là nữ không à, đi là phải bắt ráp đi này kia, la thôi để anh chở em đi mua bánh hay là làm gì sinh nhật, tổ chức sinh nhật chị làm chung á, nói chung cũng lâu, chị đó là cũng đùm bọc vợ con trên này rất là nhiều cho nên là con chủ động qua, xong qua bên đó nhậu sai này kia cũng bế tỷ luôn. Chú sai luôn. Ai có nghĩa là con chưa sai nhưng mà tụi con hiểu không, tụi con á, tụi hiểu cái chú Thuận chú hỏi gì không? Cuộc đời chú Thuận chú chỉ cần biết á, không cần biết sau đó mấy ngày chú chỉ cần biết là tụi con hung nhau lúc nào đó. Mấy ngày sau thì hung nhau. Thật ra thì sao con người gì tò mò quá, chồng con nói là dịp gì đó, nhưng thật ra cái dịp đó cách ngày quen tụi con quen nhau là có 2 ngày à. Hay là sao? Dạ đúng, có nghĩa là ngày hôm trước là tụi con quen ở đây, xong nói chuyện một tiếng gọi điện thoại, xong rồi ngày hôm sau là tôi gặp nhau ở nhà. Soju và trái cây. Thì lúc đó xuống dưới nhà thì con có chủ động kéo hậu trang chồng con, là con tính hôn má thôi. Chồng con quay ra chụt một cái hôn môi luôn. Tức là ngay ngày hôm sau rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Vậy đó nó cứ ràng ràng. Đó, nó ràng rồi. Cái tới ngày thứ hai, có nghĩa là cái ngày mà sinh nhật của chị con á, chồng con cũng chủ động lắm. Anh qua với em đồ nha. Rồi anh chở em về, thì hôm đó con nghĩ là tại vì trước con không nghĩ là anh chủ động đến mức độ vậy luôn, có nghĩa là qua đến đây rồi con nghĩ là chồng con sẽ về, con tính anh về nha, con vừa mất rin vô chạy vô nhà luôn, chạy vô trong nhà luôn rin vô, xong rồi em đóng cửa lại nha, xong rồi gạt chân xuống cái đi lên trên lầu, rồi xong rồi tắm rửa thay đồ, có phòng con chưa bao giờ vô, em vô có 2 lần thứ hai à, vô tắm rửa thay đồ nằm ra luôn. Cái... giống như nhà của ổng vậy hả? Đúng rồi. Thì người đàn ông làm nhiều hơn nói mà. Và... đúng rồi, ông nói vậy. Và đêm đó cái gì tới nó cũng tới đó, đó hết luôn. Dạ đó rồi dạ mà... là đêm thứ ba đó là lần thứ ba đó đúng không? Lần thứ hai đâu, lần thứ hai là sinh nhật, là bữa đó là bữa luôn đó chú Pin này, hỏi mà không có chịu nghe tới nơi chú. Không bữa thứ hai lần thứ hai bữa là sao mà làm bữa cây lau nhà luôn á, ở bữa đó luôn á. Nói chung tại vì mấy đứa nó thần tóc mày. Cái tên chương trình đúng luôn, cái đôi thần tóc là lúc mà tụi con quen cái ngày mà nói chuyện, lúc cái hôm đầu tiên nói chuyện là cảm thấy rất là tương đồng luôn, tất cả mọi thứ về tư duy luôn, tại vì con thấy là những cái thời điểm mà sao mà về cái mà sao mà người ta tiêu cực nhiều lắm, mà sao anh lại nói chuyện rất là tích cực, vui vẻ hòa thuận mọi thứ, thấy hợp quá. Thôi giờ tính tới cái chuyện quan trọng nhất thôi. Rồi sao nè? Mà sao con gan quá vậy đâu, con kể ngay lúc đó con hồi hộp không? Dạ. Con có nghĩ đến một cái tình huống là bây con bị đục hoặc cái là mình con qua bị... phòng bạn nữ ăn mặc cái kiểu rất là sexy mà mình đã kiểu có men trong người rồi mà mình nếu mà không làm gì thật sự đó không phải đàn ông. Cái kiểu ví dụ như mà mình qua nhà bạn nữ đi, người ta mặc đồ bộ hay là kính cổng cơ tường còn e dè đúng không? Đúng rồi, cái này mà kiểu vậy nói chung là người ta cũng có cái gì đó với mình, đèn người ta xanh, đúng không? Dạ đúng rồi. Cho nên là cái đó là con biết cái chủ động của mình là nên làm cái gì thôi. Nói chung là mặc đồ kính cổng cao tường mình còn e dè, còn sexy quá là ô dè luôn. Dạ đúng, đúng không? Tại anh thì quá em mới phải chủ động như vậy để khơi mở. Rồi sau đó nhưng mà rõ ràng là hai đứa cảm thấy rất là hợp nhau đúng không? Về mọi phương diện luôn đúng không? Rồi sau đó bao lâu thì mới cưới?
Sau đó mọi việc nó có thần tốc như vậy. Dạ. Như là cái chuyện đó không? Dạ, xong là tụi con về nhà nhau chơi, là sau khi dịch đó là đi được tỉnh, về tỉnh được rồi. Có nghĩa là con về Vũng Tàu chơi. Là tại trước đó là con nói là nếu mà hết dịch đó là vợ con về quê đó, thì con trở về. Rồi xong con cái lên chương trình con nói ba mẹ vậy luôn. Cái là đợt đó con chở vợ về, cái ra mắt ba mẹ, bữa đó là sinh nhật của ba. Dạ, đúng rồi. Cái con mua bánh kem này cho ba này kia rồi ăn, nói chung là ấm cúng gia đình. Rồi xong hàng xóm này kia, không có trước qua chương trình là hàng xóm nói chung là ở dưới là rất là thân thấy với rồi, nhau. Thấy rồi, đúng không? Dạ, rồi kéo lại nhậu, bữa đó con bí tỉ luôn. Bữa đó sụp luôn. Có nghĩa là ba mẹ của con là ưng bạn này liền luôn. Dạ, đúng, đúng rồi. Còn ngược lại sao? Dạ thì sau đó một tuần thì tụi con về Bến Tre. Thì cũng y chang như là, nhưng mà thay đổi vai trò lại. Lần này con nhậu với cha mẹ của Thiệp. Dạ, cha mẹ của chồng con thì lúc đó nhậu thì tầm 12 người đó, thì cha con bày bàn hết ra rồi bắt đầu chờ đợi chờ này kia, bắt đầu hết chờ vô nhậu là đến cuối buổi thì tầm khoảng đêm là còn có bữa con với cha con thôi. Cha trời ơi, đối ẩm đó, đối ẩm. Rồi cha con rồi. Xong từ hôm đó xong là cha con, con dâu tôi đó, con dâu tôi nè. Đó đúng rồi. Dạ, tiếp ẩm cho đến bàn tiệc luôn mà. Còn mẹ của, mẹ chồng của con là tại vì do là chồng cũng có khỏe, mẹ rất là hiền. Thì cũng rất là dễ, con cũng về con nói chuyện, con chia sẻ tâm sự chồng đi đâu đi, con anh cứ đi để em nói chuyện với mẹ. Và ngay từ hôm đầu giờ là tụi con nó xưng cha mẹ ba mẹ rồi, chứ không có dè dặt nữa. Thì tại vì quyết định tương lai rồi thì mẹ ngồi mẹ kể hết cho con nghe về những chuyện của Thiện trước, như từ người yêu cũ, người yêu mới, sao quen ai, sao cấp 3, sao cấp 2, sao kể hết luôn. Đó là từ hôm đó thân với gia đình. Và điều đó là trước giờ mẹ chưa kể với ai hết. Đó thì là chưa có gặp người để mình chia sẻ được á. Cái xong vợ vô khai thác, xong mẹ kể từ cái lúc mà hồi cấp 2 biết nhậu khi nào, rồi cấp 3 làm sao, rồi đi đâu làm gì, kể sạch sành sanh luôn. Cái đó đi mua đồ về cái hỏi anh đó anh vậy, anh vậy, ủa là sao anh biết, mẹ kể hết rồi, phân hết rồi, cái đó giờ chưa bao giờ mẹ kể với ai như vậy luôn, tại vì mẹ chấm rồi. Dạ đúng rồi. Vậy là cặp này nó cũng thần tốc thiệt chứ ha, trơn tru mọi thứ. Mà một điều đặc biệt nữa là mặt mẹ, mặt của vợ á rất giống mẹ, mặt của mẹ con. Dạ. Còn mặt của chồng con rất là giống mẹ con. Dạ. Ủa thì biết làm sao giống hệt à, tại hai đứa nó cái mặt nó giống nhau á. Dạ. Con hỏi cái ba, đợt mà đám cưới con có hỏi ba đó giờ có lang thang ngoài Vũng Tàu. Không có đâu. Không có. Vậy phải đến hỏi là con lang thang ngoài Bến Tre. Dạ, dạ. Hoặc là, dạ, đúng hoặc rồi. Là ba của con đó. Cái đợt mà đám cưới, cái đợt mà đám cưới ở Bến Tre là người ta cứ nghĩ là con là rể không à. Cứ là cô này đi gả gái, đi gả con gái, hỏi con rể đâu vậy, con là ở Vũng Tàu ăn tin. Hay quá. Thôi vậy là cái đoạn này là coi như là hai ông xui chắc đang tự vấn với nhau. Hỏi được cái là sau nhắn tin với biết cái em nói hồi đó có bao giờ đi Vũng Tàu chơi vào cái năm đó không? Ông kia, vậy lúc đó tôi ở Vũng Tàu, ông Bến Tre ha. À, rồi như vậy là chắc là cưới liền đúng không? Dạ được một cái là sau cái hôn mà cái hôn ngày thứ hai con nói á, là chồng con nói luôn là anh phải cưới em làm vợ. Có nghĩa là không có nói là anh phải cưới em làm vợ. Là ngay sau hồi tháng 3 á, là khi mà tụi con vừa mở quán bún xong thì chồng con gọi điện không cái đêm đó kêu em ơi cưới nha, cưới nha. Con tưởng đâu là cái khung cảnh cầu hôn nó phải là dơ lên rồi anh sẽ dơ ở biển rồi này kia vậy đó. Không, em cưới nhà cái sáng sau alo cha xem ngày giùm con nha cha. Xong cái cha về xem ngày con ở tháng 5 hoặc tháng 1. Thôi tháng 5 đừng tháng 11 giờ làm liền. Là chuẩn bị cưới trong vòng đúng 1 tháng. Rõ cái cầu hôn lãng mạn không? Dạ không, dạ thì đó. Để con kể nghe, lúc đó là sao nè, cái bữa cầu hôn sao nè. Để con, lúc đó là 3 giờ sáng. Lúc đó ngủ đang nằm mơ thấy sao tự nhiên vợ con đi với ai á. Cái tự nhiên mình tức quá. Quen mình thời gian mình tìm hiểu kỹ quá, hợp nhau quá, mà sao tự nhiên đi với ai bỏ em, cái giật mình vậy. Lúc đó là 3 giờ sáng, cái vợ đang ngủ, cái quay ra nói vợ em ơi cưới nha, cưới. Vợ đó mơ mày mẹ con kiểu không, cầu hôn gì cũng lãng mạn đó con. Thiệt mà, lúc 3 giờ sáng trong khi hai đứa còn đang xe ke, người ta là cầu hôn lúc bình minh lên, là con cầu hôn bình minh chưa lên, cầu hôn mà con bé mơ nó đang đắm chìm trong giấc mơ, nó mơ nó trả lời trong mơ mà nó hở trời ơi coi ông cầu hôn kỳ vậy mà. Rồi có tặng nhẫn được không? Dạ có, sau sinh nhật con thì chồng có nói chung là chồng con được cái là muốn gì có, nói giờ hiện tại là nhà con tiền chồng con giữ nhưng mà con muốn gì cũng có hết. Đó ông thì bụt của con đó phải không? Dạ. Thôi nói chung là thôi vậy giờ mình vô trong cái cặp gia đình quá đi chị ơi. Nó kể vậy chứ mà dễ gì mà không có cái loại tật xấu. Chắc mấy đứa coi như là thân thiết với nhau đâu có tật xấu đúng không? Có xong có. Nếu không có mình qua luôn, có không? Dạ có. Đó. Sao không có? Có bây giờ kể khui đi nào. Mơ có tật xấu gì hả? Vợ con có một cái tật xấu thôi, cái nói chung là tất cả mọi thứ đều ok, chứ có một tật xấu là hơi bừa bộn. Đồ đạc nha. Ví dụ như mặc đồ về á, con là người dọn không à, ví dụ như đồ mặc xong quăng chỗ rồi con phải lấy đồ đem vô máy giặt, rồi đồ quăng lên giường con phải lấy làm phơi. Cái tiếp con là người không thích đứng yên nhìn cái gì đó bề bộn,
Thật sự luôn, từ nhà, từ cái việc mà từ trước cửa nhà sau tới vô nhà vệ sinh luôn, là tất cả mọi thứ này con đều cảm thấy nó ngăn nắp ok hết rồi. Nhìn nó ok, tại tính con vậy hay sao á, với con là người thích dọn dẹp nữa, là vợ con cậy cái tính đó hay sao á, sướng luôn. Vậy là bé này hơn quá. Hèn gì bây giờ liên tưởng tới cái vụ mà bữa ông lại ông thấy lau nhà đó, qua bữa sau là ông giác coi như là chổi nè rồi lùa lau nhà rồi. Con có ý kiến là không phải tại vì do con không làm, hồi trước con sống rất một mình, rất là ngăn nắp và gọn gàng luôn. Nhưng mà từ ngày có chồng con chưa kịp dọn là chồng con dọn rồi. Có nghĩa là nhanh hơn mình. Có nghĩa là con chưa kịp làm gì hết. Ủa anh ơi cái khăn em đâu? Anh máng lên rồi. Ủa anh ơi bộ đồ em đâu? Anh có vô cái giặt rồi. Ủa anh ơi cái đồ anh giặt tay anh phơi luôn rồi. Ừ. Đó, rất là nhanh. Sướng quá vậy con. Chúc mừng con nha. Con quá sướng luôn á. Rồi ngược với em. Em chưa kịp nữa thì là đã bị vợ chửi. Vợ tôi cũng vậy đó, vừa cởi ra cái là quay lại là mất tiêu luôn. Mà nhanh lắm, phải giống như ma. Vừa cái quay qua, trời mất tiêu rồi. Tôi bỏ máy giặt rồi. Đúng rồi, dễ thương vậy là chúc mừng em luôn á. Quá trời đáng yêu Liên á. Ờ thiệt á, đôi giày vừa cởi ra cái, ủa nó vậy đi rồi. Nhanh lắm, phải nhanh lắm. Rồi sao nữa nè, còn tật xấu gì nữa không? Dạ thì có một tật xấu đó thôi chứ tất cả mọi thứ đều đang ok rồi. Có mua sắm vượt chỉ tiêu gia đình không? Có bị ghiền không? Shopee rồi đó. Đây là cái bệnh của các bà vợ dạ, thời đúng đại đó. Đó. Đây là thánh cuồng Shopee. Đó, hồi trước, chưa? Hồi trước con là từ một thành viên không có ý nghĩa gì của Shopee. Hiện tại là con thành viên VIP của Shopee luôn. Thấy chưa? Mua của nick mình xong chưa xong, mua qua nick con nữa mà con thành viên VIP luôn. Ủa, thí dụ đó, thí dụ như cái cuồng nó như thế nào? Con đã sơ sơ thôi. Dạ, ví dụ như là thấy... sàn dơ đi, chỗ lau nhà cũ quá thôi để mua cây lau nhà mới nhưng mà vẫn còn sử dụng được, nhưng mà vẫn thấy phải mua cái mới. Hồi trước là tụi con mới dọn ở Phú Nhuận nè, tất cả đồ bếp rồi vợ mua hết, từ cái nhỏ những thứ không cần thiết không sử dụng tới cũng mua luôn. Buộc con phải người cất hôm mốt hỏi anh ơi hồi trước em mua nè, em nhớ em có mua nè, mà ở đâu? Cái là con chỉ chỗ đó mới đi lấy, chứ thật sự là mua mình không biết mình mua gì luôn. Đúng rồi. Mấy đứa mà ghiền shop là nó như vậy không đó, con cứ toàn mua về thôi. Chứ là phải canh mấy cái bữa mà săn sale đó đúng không? Săn sale con muốn mua luôn. Cái đợt con đi đá banh, con đi đá banh có 1.5 tiếng à. Tự nhiên có tin nhắn điện thoại, tin tài khoản của bạn bị trừ 1.5 triệu. Là không biết cỡ nào vợ con ở nhà cũng đi săn Shopee hết á. Kiểu như mỗi lần con diện hỏi là sao em mua sắm nhiều quá vậy? Tại đi đá banh nhà em buồn nên mua sắm thôi cho đỡ buồn. Chứ em đâu muốn mua đâu. Còn thấy thương quá. Trời ơi, nghe thấy thương luôn, giờ nói gì nữa giờ chú. Vừa nói xong muốn bỏ cho banh luôn. Muốn nghỉ đá banh luôn. Mỗi lần đi có tin nhắn ngân hàng là thấy mệt người luôn á. Rồi giờ tới con đó mơ. Dạ. Ổng sao? Có tật xấu gì không? Trời ơi, con thiệt, chồng con có tật xấu rất là lớn. Ví dụ như hồi trước cô là, ví dụ như là đàn ông hay nói người ta là sau này anh cưới em anh sẽ phụ em đúng không? Chồng con không phụ một cái gì hết. Mà chồng con làm hết. Có nghĩa là làm đến mức độ mà con cảm giác là nếu được may một cái là con nấu ăn ngon, với cả là cái việc mà buôn bán kinh doanh con nói chuyện cũng được á. Nên là con làm chủ được cái vấn đề đó, là ví dụ chồng cần ăn gì là em ơi anh thèm này quá em nấu anh ăn đi. Đó, mà trong khi là con đã chuẩn bị đầy đủ một cái hành trang làm vợ là nữ công gia chánh rồi, giỏi việc nước đảm việc nhà, là sau này về là chồng cứ ở yên đó em làm hết cho. Nhưng mà tước hết quyền luôn, là tất cả mọi thứ luôn, về chồng lau nhà, giặt đồ, rửa chén, nấu cơm lâu lâu cũng dành, rồi xong rồi cái gì nó dọn tất cả mọi thứ luôn, rồi chăm chó, nhà có nuôi 2 con chó bút đồ. Trời ơi thiệt đó, nó sướng quá. Đúng là bé mơ con. Ôm sống đồ, cuộc sống trong đó, mơ con không biết là kiểu là tốt hay xấu, nhưng thực sự đối với con là chồng con bị ôm đồm á, có con muốn phụ lắm mà con em để em làm thôi, để anh làm xong rồi em chưa kịp làm xong rồi, có nghĩa là con chưa kịp làm cái gì hết là chồng con xong hết rồi, thành ra con muốn phụ cũng rất là khó. Nên cái việc con làm được duy nhất trong nhà đó chính là nấu ăn đó, nên là con làm được mỗi việc đó là mà nấu xong là rửa là ổng rửa luôn. Dạ đúng rồi. Có con rửa nấu xong là con hay vừa rửa vừa nấu. Ừ. Thôi đừng có nấu, để đi rồi, đừng có rửa, đừng có rửa, để đi để anh rửa. Không, con vẫn rửa, em để nó cho anh, để anh rửa. Trời ơi vậy luôn á. Dạ đúng rồi, có nghĩa là xong rồi có nhiều khi mà con nấu ăn ra thì con nấu đồ ăn thì phải nóng ăn mới ngon. Thì lúc đó là đôi lúc mà con phải dậy sớm á, con cố gắng con dậy sớm nấu ăn cho chồng, thể hiện một cái người làm vợ rất là đảm đang, chỉnh chu rồi đó, là nấu cơm sớm với chồng, anh ơi dậy ăn. Không, con vừa nhích ra khỏi cái giường 5 phút thôi, chồng con dậy bắt đầu lau nhà, gọi là bày việc là làm lau nhà, rửa chén, quét nhà, rồi dọn chó, chăm chó, rồi lau nhà phòng vệ sinh, có làm hết. Tới lúc mà con kêu anh ơi cơm tới rồi, xong rồi, nóng xong rồi, ăn đi, thì vẫn còn đang làm. Thôi đợi xíu anh làm, anh đang phơi đồ, anh đang phơi đồ, anh đang giặt đồ, đợi xíu. Đồ ăn nguội luôn.
Trời ơi, bà đang kể tật xấu của ông chồng. Thiệt luôn á. Thì bây giờ theo con, bây giờ theo con giờ nó có cái gì xấu? Bị lạc đề không? Thì ôm đồn, có đối với con đó là sự ôm đồn. À, đó thấy là tật xấu đúng không? Đúng, có nghĩa là với ai tốt con biết nha, thật sự là rất là ôm đồn. Là ôm đồn đúng không? Chia sẻ, con muốn chia sẻ chồng cho chồng có thời gian nghỉ ngơi. Đây hai vợ chồng thì làm chung, công việc thì làm chung, thời gian thì y như nhau. Mà công việc thật chồng con làm hết. Chưa, em có nhờ con chưa có em bé đúng không? Dạ chưa. Thôi kệ nó đi. Có đi. Con đừng có ước, kệ nó. Đừng có nói nó xấu, kệ nó. Mai mốt con chỉ cần đẻ con ra con nuôi con là được rồi. Dạ. Khỏe luôn. Không, con dành phần nuôi nha. Tại dành nữa thì chồng con nói chồng nói vợ rồi, nếu mà đẻ con ra là con phải do anh dạy. Em cứ việc làm việc của em thôi, em cứ gì em đẻ thôi. Không, dạy là khác mà chăm là khác. Thôi con để nó chăm đi rồi con dạy không. Thôi. Không chịu. Từ nhiều khi con chăm dám. Phải nghĩa là mất 2 năm chăm. Rồi sau đó bắt đầu dạy, dạy lên. 2 năm là chăm tôi tâm đã đời lắm á. Không, nhưng bắt đầu dạy từ sáu tháng được rồi. Sáu tháng là bắt đầu mà dạy chơi, rồi. Cũng là dạ. chơi với dạy. Con á. Ừ. Rồi bây giờ thôi, giờ hãy đào bới một cái tật xấu của ổng đi. Có không? Giống như con lại con không biết cái này tật xấu hay tốt nữa, nhưng với con nó vẫn là xấu. Đó chính là kiểu tính toán chi ly rất là kỹ. Đó là lý do vì sao chồng con giữ tiền trong nhà nha. Con không có tiền trong người. Ừ. Dạ, nhà con thì bao nhiêu tiền là chồng con giữ hết. Điện từ nước chi tiêu là. Dạ đúng rồi. Thì đôi lúc có những cái việc nó không cần phải tính quá kỹ, nhưng chồng con tính rất kỹ, đôi làm cho mình cảm thấy mệt á. Ví dụ như là đợt đó là ví dụ mấy cái tiền tụi con hay làm kinh doanh á, thì nó hay có những cái chi phí phát sinh á, có nhích ra có tầm 10 mấy ngàn thôi. Sao ta, sao nhờ em, sao này em, sao vậy ta? Cứ nguyên một ngày luôn mà cái mặt buồn hiu luôn, tức là chỉ có một chút xíu thôi mà không biết nó phát sinh ở chỗ nào. Đúng rồi. Ừ. Cứ suy nghĩ hoài, cứ phải đánh đo hoài và làm cho bản thân của mình rất là nặng trĩu. Ừ. Và đôi lúc những cái à đúng có việc gì và gọi là phát thiệp cưới. Ừ. Đợt đó tụi con ở trên Sài Gòn thì nó khá là xa xôi, thì thôi mình đi đâu mình cầm hết một đống đi, đâu có phải là quá nhiều người đâu cô chú, một xấp vậy à, cầm theo là được rồi. Cứ tới giờ em ơi nay có ai để anh xếp ra nè, của em bạn là có ai cứ hỏi, mà trong khi là con đang làm việc, con đang tư vấn này kia với khách hàng đó. Thôi để anh xếp cái này rồi cứ xếp đại rồi hồi sau cái thiếu, mà trong khi em cứ mang hết đi. Ừ. Anh cứ mang hết đi, anh cứ ngồi anh suy nghĩ làm gì mà có mỗi cái thiệp cưới không, mà suy nghĩ 3 ngày 3 đêm. Ừ. Là cái này sao ta, hôm nay đi của ai ta, rồi có nghĩa là chồng con suy nghĩ dùm con hết. Bởi vậy lấy con xong ai cũng kêu ông già đi mấy tuổi, con từ một cái người rất là trưởng thành xuống còn có 15 tuổi thôi. Đó tại vì em lo hết rồi. Đúng rồi, suy nghĩ dùm hết. Ví dụ như có những cái chuyện nào mà cụi con mua quà cho ổng mà ổng cũng phải tính toán, cũng phải trăn trở về cái món quà không? Dạ có luôn. Đợt đó con sản xuất đi. Con thấy này cái quần của chồng hơi rách. Hơi rách nha. Anh còn mặc được. Đó, hơi rách thì con phải lên con mua cho chồng mấy cái quần. Trời ơi em nghĩ sao cái quần này mấy 200 ngàn. Em nghĩ anh mặc cái quần có 100 mấy thôi, em kêu 200 ngàn. Đi mua cho chồng đôi giày hai, gọi là tại vì chồng con chỉ có một đam mê duy nhất là đá banh thôi. Ừ. Tại vì nhậu hai vợ chồng nhậu chung. Đó, đi chơi bạn bè hai người đi chung thì có một cái đam mê duy nhất là đá banh. Thì con quyết định con mua chồng con cái giày đá banh thật là tốt, là xịn. Ừ. Có 2 triệu mấy à. Ừ. Đó, mà chồng con em nghĩ sao mà mua thôi giày đá banh 2 triệu rưỡi, nào giờ là anh mua có 500 ngàn thôi. Ngồi tiếc nức ruột ôm đôi giày đi ngủ luôn, không đeo luôn. Tiếc tiền tiếc giày đó, bây giờ vẫn chưa mang luôn. Tại đôi giày cũ nghe xài được. Trời bây giờ ơi. Mong muốn ông xã tuyệt vời này thay đổi điều gì? Con chỉ mong chồng con bớt ôm đồm lại đỡ nhức đầu. Bớt chia sẻ với việc đúng rồi, cứ có gì để đúng không? Đúng rồi, để cho vợ làm bớt, rồi cứ có gì bớt suy nghĩ lại, có nghĩa là đừng có lo lắng đánh đo nhiều thứ quá, tại vì vẫn có vợ ở bên cạnh mà. Ừ. Đó, và được một cái là lúc mà tụi con cưới nhau thì ai cũng nói là hai đứa con mà ghép lại với nhau làm anh rất là ok. Ừ. Nó không có gì phải lo lắng cả, cứ thoải mái cứ làm anh, đây chồng con cứ lo lắng mọi thứ. Ừ. Còn con muốn vợ con thay đổi điều gì không? Nói chung là hiện tại là hai vợ chồng con, hồi trước á là khi quay chương trình xong con bảo là ví dụ như mà em đang gặp vấn đề gì á thì em cứ việc trao đổi với anh, có nghĩa là con không phải là người tiếp người là đón cảm xúc của người gái, có nghĩa là con cầm gái chủ động, ví dụ như là em đang cảm thấy thế nào, em đang cảm thấy như thế nào á thì nói thẳng với con. Là con biết mà cái cách bạn gái đang trong cái trạng thái thế nào á. Thì mình biết cách xử lý, mà bạn gái con làm được điều đó là ví dụ như hai vợ chồng đi nhậu là đi với bạn con hay đi bạn vợ gì á là hai đứa không hài lòng nhau điểm gì về nhà trao đổi với nhau liền luôn, chứ không phải là để hôm sau. Ví dụ hôm nay anh thấy em không được điểm đó là em nên làm như vậy sẽ tốt hơn nè, kiểu như vợ không góp ý con là hai người giải quyết vấn đề trong cái ngày hôm đó luôn. Có nghĩa là hiện tại đang làm rất tốt việc đó rồi, cho nên là con chỉ muốn là duy trì cái việc này cho tới sau này tương lai thôi, chứ cũng không muốn thay đổi gì nhiều về vợ con. Nhưng mà cô thấy vậy nè, hai đứa tụi con á, nhất là chồng á nha. Cái việc làm việc nhà không sao hết, cứ để nó ôm đồn. Chỉ có bớt cái việc gọi là suy nghĩ. Tại vì con biết không, bây giờ tụi con đang còn trẻ. Nó khác. Nhưng mà sau này con lớn lên rồi, con càng ngày càng lớn lên á, thì cái đó nếu như nó thành một cái nếp của con á là con sẽ rất dễ bị về
về đột quỵ á, stress á. Không, cái đó cô nói nghiêm túc. Tại vì bây giờ đang vậy ha, xong càng ngày á là cái cấp độ nó càng ngày càng cao, bởi vì công việc nó càng ngày càng phát triển rồi. Sau này còn con cái, còn chi tiêu đủ thứ nữa. Con suy nghĩ nhiều quá là không tốt. Có những cái nào bỏ được con gạt qua. Không, cái đó cô nói nghiêm túc đó. Đó là một cái thứ hai. Khi mà con làm hết cái việc đó cho vợ con thì vô hình dung con đã triệt tiêu đi cái bản năng mà của vợ con nó có. Nó là một đứa rất là thông minh, nó là một đứa rất là nhanh nhẹn. Nhưng mà từ từ các con không cho nó cái diện về văn ôn võ luyện mà, con hiểu không? Không để nó mai một đi, nó phí hoài. Phí hoài một tài năng. Con hiểu không?